3.000 quân Ukraine có thể bị bao vây trên trục Robotino Vebovi khi quân Nga phản công mạnh mẽ. Trong khi đó, không quân Nga xuất kích quy mô lớn, ném bom vào các mục tiêu trên hướng Zaporizhia. Cập nhật những diễn biến căng thẳng xoay quanh chiến sự Nga-Ukraine. Mời quý vị điểm nhanh những nội dung chính ngay sau đây trước khi đến với thông tin chi tiết. Quân Nga phản công ở Robotino, không quân xuất kích quy mô lớn. Giàn khoan gần Crimea vừa rơi vào tay Ukraine quan trọng ra sao? Doanh nghiệp phương Tây sống dở chết dở khi Nga trả đũa. 3.000 quân Ukraine có thể bị bao vây trên trục Robotini-Verbovi khi quân Nga phản công mạnh mẽ. Trong khi đó, không quân Nga xuất kích quy mô lớn, ném bom vào các mục tiêu trên hướng Zaporizhia. Theo thông tin được kênh Telegram Voenkory đăng tải, trên hướng Zaporizhia, tình hình chiến đấu nhanh chóng thay đổi. Quân đội Nga đã tổ chức phản công thành công vào sườn của quân đội Ukraine từ làng Novofedorivka, đạt được những tiến bộ trong lĩnh vực này của mặt trận. Thành công này của quân đội Nga đã có thể trở thành một bước tiến đột phá chiến thuật quan trọng đối với phía Nga, và trong trường hợp thành công hơn nữa, nhóm quân lớn nhất của quân đội Ukraine tại trục Robotino Verbovi có thể bị bao vây. Xét đến động thái chiến sự hiện nay, có một mối đe dọa thực sự là quân đội Nga có thể sẽ tiến vào hậu phương của cụm quân Ukraine, hiện đang tích cực tiến về hướng các làng Verbovi, Novoprokopovka. Một mũi tấn công như vậy có thể làm phức tạp nghiêm trọng tính toán chiến thuật của quân đội Ukraine. Các vị trí của Ukraine tại các làng Kamensky, Lokov, Orekhov, Novodanilovka, Malaya Tomaka, Jeleno Doroni, Guliapoli và Karasny đang bị tấn công. Ngược lại, các cơ sở ở Netajanka, Kopani, Ichekovo, Novoprokopovka, Verbovoy, Novofedorovka cũng có nguy cơ bị pháo kích. Truyền thông phương Tây nhấn mạnh rằng những hành động quyết đoán và mạnh mẽ của phía Nga theo hướng Zaporizhia có thể dẫn đến một bước ngoặt chiến lược trong tiến trình xung đột. Để tăng cường hỏa lực tấn công mặt đất tại hướng Zaporizhia, một đoạn phim được Bộ Quốc phòng Nga công bố ghi lại khoảnh khắc các cuộc không kích lớn của không quân Nga nhằm vào các vị trí của quân Ukraine đang tiến tới khu vực làng Robotino. Trong đoạn phim được công bố, người xem có thể thấy 4 quả bom phá loại 500kg FAB-500 được trang bị mô đun cánh lượn có điều khiển đã tấn công chính xác vào các vị trí của quân đội Ukraine đang ẩn nấp trong vành đai rừng. Trước đây, không quân Nga chỉ sử dụng bom lượn có điều khiển chính xác 250kg FAB-250 và 500kg FAB-500. Nhưng vừa qua, họ còn đưa vào sử dụng loại bom có trọng lượng tới 1.500kg FAB-1500 mạnh hơn, cũng được trang bị mô đun cánh lượn điều khiển. Loại bom FAB-1500 riêng phần thuốc nổ đã là 750kg. Khi nổ dưới mặt đất, hố bom có đường kính khoảng 15m và ảnh hưởng bán kính nổ hơn 2km. Mô đun UMPC được phát triển đặc biệt cho những quả bom này, giúp nó có thể đưa bom FAB-1500 chính xác vào mục tiêu với độ chính xác lên tới 5m. Lần thả bom FAB-1500 với mô đun UMPC đầu tiên từ máy bay Su-34 trong thực chiến đã thành công. Hiện tại, một chiếc Su-34 có thể mang theo 2 quả bom FAB-1500 trong một lần xuất kích. Trong tương lai, một chiếc Su-34 sẽ có thể mang 3 quả bom loại này trong một lần xuất kích. Việc không quân Nga sử dụng bom lượn có điều khiển chính xác đã thay đổi hoàn toàn sự cân bằng trên chiến trường. Quân đội Ukraine không thể tập trung lực lượng vào một khu vực. Như vậy, dễ bị không quân Nga tấn công bằng bom lượn. Cùng với đó là Ukraine thiếu lực lượng phòng không chiến trường và máy bay chiến đấu. Để phát hiện sự di chuyển và các tuyến phòng ngự của quân đội Nga, tình báo Ukraine và phương Tây đang tích cực theo dõi các tuyến phòng thủ của Nga được xây dựng ở các phần khác nhau tại khu vực chiến tuyến. Trong 3 tháng qua, các cuộc phản công của quân đội Ukraine đã tiêu tốn nguồn lực và nhân lực khổng lồ để cố gắng vượt qua các tuyến phòng thủ của quân đội Nga, với cái giá phải trả là khoảng 70.000 quân bị loại khỏi vòng chiến đấu và hàng nghìn trang thiết bị khác nhau, bao gồm cả xe tăng Leopard của Đức và xe tăng Challenger. Trên hướng tiến công chủ yếu là ở phía nam thị trấn Orekhiv, khi quân đội Ukraine đang cố gắng xuyên thủng tuyến phòng thủ đầu tiên của Nga ở đây, thì quân đội Nga đã cố gắng xây dựng thêm một số tuyến phòng thủ mới để tiếp tục bào mòn sức tiến công của quân đội Ukraine. Hình ảnh vệ tinh có độ phân giải cao cho thấy, quân đội Nga đã đào thêm một số chiến hào mới, tạo ra các tuyến phòng thủ mới cách tiền tuyến hiện nay khoảng 10km. Các cố vấn quân sự phương Tây đang cố gắng đưa ra ước tính của họ về việc Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cần thêm bao nhiêu quân và vũ khí, trang bị để vượt qua các tuyến phòng thủ mới này. Các ước tính thận trọng nhất của phương Tây là Ukraine cần số lượng quân nhiều hơn ít nhất 1,5 lần so với quân Nga.
Phía Ukraine cáo buộc kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột, Nga đã dùng các giàn khoan dầu cho mục đích quân sự như sân bay trực thăng và làm nơi bố trí các thiết bị giám sát radar hàng hải. Tổng cục Tình báo Bộ Quốc phòng Ukraine tuyên bố, lực lượng của nước này đã giành lại quyền kiểm soát các giàn khoan có tên gọi là Tháp Boyko trong một chiến dịch đặc biệt. Giàn khoan này nằm gần bờ Crimea ở Biển Đen, nơi Nga tuyên bố sáp nhập từ năm 2014. Đối với Ukraine, việc giành lại quyền kiểm soát Tháp Boyko có tầm quan trọng chiến lược, khiến Nga mất khả năng sử dụng chúng cho mục đích quân sự. Nga đã mất khả năng kiểm soát hoàn toàn Biển Đen và điều này khiến Ukraine tiến thêm nhiều bước trong mục tiêu giành lại Crimea, tuyên bố cho biết. Theo Kyiv Post, Tháp Boyko là các giàn khoan sản xuất khí đốt gồm B-312 gọi là Petrogodovanets xây dựng năm 2010 và B-319 còn gọi là Ukraine xây dựng năm 2012, nằm ngoài khơi bờ biển Crimea ở Biển Đen. Những giàn khoan này được đặt tên là Tháp Boyko theo tên của cựu Bộ trưởng Năng lượng Ukraine Yuri Boyko. Trong nhiệm kỳ của ông Boyko vào năm 2011, công ty Chernomonastoga thuộc quyền kiểm soát của Bộ Năng lượng Ukraine đã mua lại các giàn khoan trên trong thỏa thuận bị vướng vào cáo buộc tư lợi và gian lận. Ông Boyko đã phủ nhận các cáo buộc. Sau khi Nga tuyên bố sáp nhập Crimea, quân đội nước này đã kiểm soát các giàn khoan nói trên từ năm 2015. Phía Nga cũng nắm quyền kiểm soát các giàn khoan tự nâng là Taurida và Sivas. Đến tháng 12 năm 2015, các giàn khoan này được di rời đến mỏ Golisin gần bờ biển Crimea. Tính đến năm 2020, phía Nga đã lắp đặt trên 4 giàn khoan, các thiết bị tác chiến và trinh sát điện tử, bao gồm cả radar Neva và hệ thống thủy âm. Việc này cho phép quân đội Nga giám sát không gian trên mặt đất, trên không và dưới nước ở phía tây bắc vùng biển giữa Crimea và Odessa. Vào ngày 20 tháng 6 năm 2022, lực lượng vũ trang Ukraine từng tập kích tên lửa nhằm vào tháp Boyko. Ukraine đã tăng cường chiến dịch đẩy lùi phía Nga ra khỏi các giàn khoan trên vào mùa hè này. HUR tuyên bố lực lượng của mình đã tiến hành chiến dịch giành lại các giàn khoan Petrogodovanets và Ukraine, cùng với các giàn khoan Taurida và Sivas. Một đoạn video dài 13 phút trên Telegram do HUR đăng tải cho thấy dường như lực lượng Ukraine tiếp cận bằng xuồng và trèo lên các giàn khoan. Họ thu được những chiến lợi phẩm như kho dự trữ đạn dược, loại trực thăng NAR và radar theo dõi tàu mặt nước Neva. Các tuyên bố của Ukraine chưa thể được kiểm chứng độc lập, Bộ Quốc phòng Nga chưa lập tức lên tiếng. HUR nói trong chiến dịch giành lại tháp Boyko đã xảy ra cuộc đụng độ giữa lực lượng đặc nhiệm Ukraine trên xuồng và tiêm kích Su-30 của Nga. Kết quả là máy bay Nga bị hư hại và buộc phải rút lui. Kyiv Post chỉ ra rằng sự việc này có thể đề cập đến trận đánh xảy ra vào ngày 22 tháng 8 ở Biển Đen gần đảo rắn Nini, khu vực lân cận của tháp Boyko. Tuy nhiên, phía Nga lại có phiên bản khác về cuộc đụng độ. Họ cho rằng lực lượng Nga đã dùng đạn pháo để phá hủy hai xuồng cao tốc của Ukraine chở lực lượng đổ bộ. Nằm ở phía tây bắc Biển Đen, các giàn khoan trên cho phép tiếp cận các nguồn khí đốt. Giống với đảo rắn ở phía tây mà Ukraine giành lại vào năm ngoái, giàn khoan cũng có thể trở thành căn cứ tiền phương để triển khai lực lượng, bãi đỗ trực thăng và nơi lắp đặt các hệ thống tên lửa tầm xa. Ngay từ cuối tháng 8, Bộ Quốc phòng Anh đã ghi nhận các trận đánh giữa lực lượng Ukraine và Nga để tranh giành các giàn khoan quan trọng chiến lược này ở Biển Đen, nằm giữa Crimea và Odessa. Ông Yuri Isik, thuộc công ty tư vấn hàng hải Bosphorus Observer có trụ sở tại Istanbul cho rằng việc giành được tháp Boyko là đem lại lợi ích đáng kể đối với Ukraine. Với tên lửa phóng từ đất liền và drone của Ukraine, ông Isik cho rằng Nga khó có thể giành lại các giàn khoan trên, từ đó khẳng định Kyiv đang từng bước mở cửa Biển Đen trở lại với hoạt động thương mại hàng hải. Những hạn chế mới của Nga khiến các công ty phương Tây lâm vào cảnh đi cũng dở mà ở cũng không xong. Ngay sau khi xung đột Nga-Ukraine xảy ra, một loạt công ty phương Tây đã rút khỏi Moscow. Một số khác trước đó chưa thể rời đi thì giờ đây đang vấp phải nhiều cản trở khi nỗ lực rút khỏi thị trường này. Nếu muốn rời đi, rất có thể họ sẽ phải đối mặt với những thiệt hại lớn về tài chính và danh tiếng, buộc phải cân nhắc thận trọng trước những quyết định sống còn. Nabi Adulaev, đối tác của Contrarik cho biết, một số công ty quyết định ở lại Nga vì tại thời điểm này, việc rời đi sẽ gặp nhiều rủi ro hơn là ở lại. Phần lớn những khó khăn bắt nguồn từ việc chính phủ Nga liên tục thay đổi các quy định đối với các công ty đa quốc gia muốn rời khỏi đất nước, khiến quá trình này trở nên phức tạp và kéo dài hơn bình thường. Ông Adulaev cho biết, những công ty áp dụng phương pháp cắt giảm sẽ gặp nguy hiểm khi tài sản của họ bị chính phủ Nga tịch thu và có thể đối mặt với cáo buộc hình sự. Vào tháng 7, cổ phiếu của Kashbert và Danone tại Nga đã bị Tổng thống Nga Vladimir Putin tịch thu và trao cho những đồng minh. Động thái này khiến nhiều doanh nghiệp phương Tây khác phải dè chừng với ý định rời đi.
Các công ty phương Tây đang đối mặt với nhiều rủi ro tại thị trường Nga khi cơ hội rời đi ngày càng thu hẹp và họ có thể bị cuốn vào một cuộc xung đột địa chính trị lớn. Việc tịch thu tài sản Danone và Kaspersky của chính phủ Nga đang khiến những công ty thuộc các quốc gia không thân thiện còn lại cảm thấy bất an khi họ có thể trở thành mục tiêu trong bất kỳ thời điểm nào. Maria Sagina, nhà nghiên cứu cấp cao tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế, nói: "Hiện còn khoảng 500 công ty phương Tây vẫn hoạt động ở Nga, trong đó có những tên tuổi lớn như Unilever, Nestle, Philip Morris, UniCredit, Raiffeisen và PepsiCo. Một số công ty này phải cam kết tìm người mua lại hoặc là cắt giảm hoạt động. Tuy nhiên, một khi còn hoạt động tại Nga, họ vẫn phải đóng thuế cho chính phủ. Điều này đã vấp phải sự chỉ trích gay gắt từ các quốc gia chống Nga. Thậm chí chính phủ Ukraine đã gán cho Unilever và vài hãng khác là nhà tài trợ chiến tranh. Ukraine cho biết họ sẽ không đầu tư thêm vốn vào Nga hoặc thu lợi nhuận từ các hoạt động ở nước này." Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời sự quốc tế. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!